Alo, xin chào bạn. Killian đây, Engelshare và Killian Ronai. Đây là hai chiếc nước hoa được rất nhiều người đang quan tâm trong thời gian gần đây. Và rất là tình cờ thì Alan đang có sẵn hai sản phẩm này và mình đã mượn được về đây để làm video review các bạn. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến một nơi mua nước hoa hay là những sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ theo đường link phía dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai mùi hương này thôi. Rồi, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay cái hộp này. Thường thì mình sẽ mượn chai nước hoa không thôi, tại mình không mượn hộp, nhưng mà tại vì cái hộp này nó khác với những cái hộp của nhà Killian như là chai Google Goldbet này hay là Voulez-vous avec moi hay Black Phantom, hoặc là những cái hò mà những cái hộp rất là đẹp. Ở đây thì chỉ là một cái hộp kiểu cắt tông bằng giấy thôi, nhưng mà được cái là ở trong họ làm rất là đẹp và các bạn mở ra các bạn thấy là như chai nước hoa ở trong này luôn, trông rất là xịn sò đúng không? Cả hai chai đều rất là tuyệt vời. Đây đó, và trong này thì cái chai nước hoa để rất là chặt, rất là khít chứ các bạn không phải lo. Và về các bạn cầm như này nó không rơi cả, chứ như kiểu chai Rosa mà của mình mà cầm như này là rơi ngay. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình nhá. Các bạn có thể thấy rằng là chai nước hoa này nó có một cái thiết kế trông giống một ly rượu Huber chuyên để uống cái rượu cognac ấy. Thì cái ly Huber đấy thì nó không có cái đế, không có cái chân dài cũng như cái đế, mà đơn giản là chỉ đặt thẳng xuống như này, các bạn cầm như này nó chỉ cao hơn cái này một chút thôi, chắc là gấp đôi cái này một chút. Và ở đây thì họ làm những cái đường viền thì chúng ta cầm có thể chắc tay hơn và nó làm một cái điểm nhấn rất là hay. Và chai này là chai thủy tinh, có cái phần nắp này thì là nắp bằng nhựa. Mình thì có một cái suy nghĩ là nắp này nếu như làm kiểu đồng bộ với cái chai cũng là nắp thủy tinh thì sẽ ok hơn, nhưng mình cũng nghe có nhiều cái ý kiến rằng là nếu mà làm bằng cái nắp thủy tinh ấy thì khi mà đậy vào nhảy nhất là nó sẽ bị xước, thứ hai là cầm nó rất là nặng, nên là mình thấy rằng là cái nắp nhựa này khá là ok. Và đặc biệt là cái nắp nhựa này thì họ cũng được họ gọi là hoàn thiện một cách rất là ổn, nên là khi mà đậy vào nhảy các bạn nhìn thì rất là khó để có thể nhận biết, và thật sự đúng như kiểu một ly rượu luôn. Trên cái phần này có chữ Killian nhá, nó họ in kiểu dập mờ, các bạn để ý mới để nhìn thấy. Tóm lại là về cái phần thiết kế này thì mình thấy là xịn sò hơn rất nhiều. À, thêm một thông tin nữa, đó là chai nước hoa này các bạn có thể refill được. Nếu như mình không nhầm. Được, đúng rồi, refill được nha. Rồi, và bây giờ giao nhau đến với phần mùi hương của Rowanai. Thì mình sẽ review cảm nhận của mình và mình sẽ giải thích cái lý do mà người ta tại sao người ta gọi đây là một cái ly gin tonic. Thứ nhất là khi mà mình xịt cái chai nước hoa này ra, cái mùi mình ngửi thấy rõ nhất, đây mình mới xịt, mình vừa mới tắm xong, thì cái mùi mình ngửi thấy rõ nhất đó là một cái mùi rất là tươi mát, thực ra là cảm giác lạnh rõ hơn. Nó như kiểu là một cái bông hồng mà những cái cành hồng màu trắng, xong rồi có thân luôn nhá, và các bạn nhìn thấy là xanh và nó được ướp lạnh vậy. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mình xịt ra, nó ngửi thấy cái mùi đấy, cảm nhận thấy cái hình ảnh đấy rõ nhất. Và sau đó thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét hơi lờ lợ một chút, thì nét là lợ này nó sẽ kết hợp cùng với hồng ban đầu, nhưng mà cái nét hồng ở đây nó chỉ được còn tầm 50 phút là nó biến mất, và các bạn nhận thấy là mùi đặc trưng của quả dưa chuột. Dưa chuột thì không phải là những quả dưa chuột tươi, mà những cái quả dưa chuột được ngâm ở trong nước hay là ngâm ở trong những cái ly rượu vậy. Thì ở đây mình xịt được khoảng tầm trên da mình khoảng tầm nửa tiếng rồi, và khoảng tầm nửa tiếng tầm này trên tay mình thì mùi dưa chuột kết hợp với một cái vai lạnh mát rất là rõ rệt. Và với mình thì cảm giác này nó bị cảm giác kiểu hơi nhờ nhờ một chút, hơi aquatic một chút. Nên là với cái mùi hương này thì mình nghĩ là nếu như bạn nào mà không thích cái nét aquatic hay là những cái nốt dưa chuột trong những chai nước hoa mà các bạn từng thử qua, thì các bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi mua chai nước hoa này, và nên thử thật kỹ xem là mình có hợp không. Thì ở đây khi mà trên da mình ấy, mình có xịt thêm vài lần nữa trước đấy, thì mình thấy là có một cái nét hơi ngậy và hơi béo một chút của hồng, và hồng ở đây nó chỉ rất là thoảng nhẹ ở phía sau thôi. Mùi hương này nó làm cho tôi mình một cái cảm giác đó là khi mà mình ngửi gần thì nó rất là khó chịu, nhưng mà khi mà mình kiểu để xa ra và thỉnh thoảng nhiệt độ cơ thể mình bốc lên thì mùi hương nó lại khá là cuốn mũi. Thế là mùi hương này ấy, thì mình khuyên là các nếu như các bạn xịt trong vài lần đầu, các bạn không nên đưa lên ngửi liên tục, mà các bạn hãy cứ để nó tỏa một cách tự nhiên thì nó sẽ tốt nhất, và để cho những người xung quanh nhận xét. Đấy là cảm nhận của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ giải thích lý do vì sao mà nhiều người nói rằng là chai nước hoa này nó giống một cái ly gin tonic kết hợp cùng với những cái
bông hồng được ướp trên đá. Ở đây nó hơi liên quan đến một chút đến rượu, đó là đến rượu gin. Thì các bạn có thể biết là rượu gin thì họ sẽ được chưng cất từ cái cây bách xù, và trong cái top nốt của chén nước hoa này là có. Và rượu gin thì thường họ sẽ sử dụng là một cái loại rượu khá là mạnh để pha với cocktail. Và cái thứ hai đó là ở đây thì có nét chanh cũng như là nét dưa chuột, nó tạo nên cái vibe aquatic. Và khi những cái nốt hương này kết hợp với nhau thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi giống hệt một ly kiểu gin tonic. Đó là các bạn đổ cái rượu gin vào những cái nước tonic, nước có ga ấy, và các bạn khuấy lên, các bạn cho một cái lát chanh vào, một hai lát chanh vào các bạn uống. Thì nếu như bạn nào mà hay đi kiểu những cái bar, những cái pub rượu ấy, những cái quầy rượu cocktail ấy, thì các bạn nếu mà các bạn đã uống được kiểu này thì các bạn thấy là mùi hương này nó khá là giống. Thế nên là cái nét nhờ lợi ở trong chai nước hoa này được người ta nói rằng là nó giống với một cái ly gin tonic là vì thế. Độ bám tỏa cũng như là cái thời điểm phù hợp để sử dụng chai nước hoa này thì mùi hương của Rhode Island lưu ở trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng, khá là ok. Và cái độ tỏa hương thì như mình nói, nó chỉ nếu như các bạn chỉ để xịt mà các bạn không ngửi nhá thì nó chỉ tầm nửa cánh tay thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nhiệt độ lên thì các bạn có thể ngửi được rõ hơn của cái mùi hương này. Và đây là một cái mùi hương mình nghĩ rằng là các bạn có thể sử dụng được cho mùa hè rất là ok, rất là ngon. Đây không phải là chai nước hoa dành cho mùa đông, mình nghĩ là tầm nhiệt độ từ tầm 25 độ trở lên là các bạn có thể xịt được mùi hương này. Nhưng mà nếu mà nóng quá ở Hà Nội thì có lẽ là tầm 35 độ trở lên thì đây mùi hương này nó sẽ hơi khó chịu một tí. Nhưng mà đây là một cái mùi hương mình nghĩ là sử dụng rất tốt cho mùa hè hay là cho thời tiết trong Sài Gòn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là Angel Share, một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó xứng đáng là một chai nước hoa các bạn phải có trong tủ trong mùa đông năm 2021 này. Và mình thực sự rất may mắn khi mà được cầm chai nước hoa này để thử. Và đây là một cái mùi rượu cognac. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái mùi rượu cognac như là các bạn rót cái rượu trực tiếp từ những thùng gỗ sồi và các bạn cầm cái ly các bạn khuấy lên và các bạn đưa mũi vào ngửi thì một cái mùi rượu rất là nồng nàn mạnh kết hợp cùng với cái mùi thơm đặc trưng từ những cái thùng gỗ sồi ở xuất hiện. Và nếu như bạn nào chưa biết về rượu cognac thì nó có xuất xứ từ Pháp và đây là một cái loại rượu khá là mạnh với nồng độ cồn tầm trên 70%. Thì nguồn nguyên liệu của nó là từ nho, mà sau khi các bạn chiết xuất và các bạn ngâm với đường thì nó sẽ tạo thành cái loại rượu vang, và sau khi chưng cất hai lần thì người ta kết hợp với những biện pháp khác nhau thì nó sẽ trở thành rượu cognac. Và đây là một cái loại rượu rất là mạnh và đặc biệt là rất là dành cho những quý ông. Và khi cái mùi hương này xịt ra thì thực sự là nó rất là ngon. Và nếu như ngửi kỹ thì các bạn sẽ nhận thấy là trong chai nước hoa này có một cái nốt hơi ngọt, cũng là nốt hơi cay khá là quen thuộc, thì đó là quế. Và cái mùi hương này mình chỉ nhận ra sau khi khoảng tầm chắc là tầm nửa tiếng ở trên da thì mình nhận thấy bắt đầu mùi quế lên khá là rõ. Lúc này thì rượu nó bắt đầu nó ngấm dần vào quế và nó nhẹ xuống, và nó làm cho quế ở đây cảm giác hơi kiểu sánh. Nếu như bạn nào mà hay đi đến những cái pub rượu thì các bạn có thể uống những cái ly rượu mà họ pha cognac hay là vodka chung với quế để mix lên một cái ly cocktail thì các bạn nên thử. Mùi hương này rất giống như vậy. Dry down của mùi hương này thì quế lại hoàn toàn nhẹ dần xuống và các bạn sẽ thấy những cái nốt hương khá là ngọt ngào xuất hiện như là vani và một cảm giác hơi kiểu gọi là mềm, rất là mượt mà, và nó tạo đến cho mình một cái mùi ở đoạn cuối mình cảm thấy là nó hơi kiểu giống những cái bánh táo ấy, bánh táo nướng ấy. Và thực sự thì với mình đây là một cái mùi hương mà cả nam lẫn nữ đều có thể sử dụng được, nhưng mà có lẽ sẽ hơi nghiêng nam. Bạn nữ nào mà không thích những cái tông mùi mạnh và nó kiểu cá tính, nó kiểu bí ẩn thì đây không phải là mùi dành cho bạn. Nhưng mà nếu như bạn nữ nào mà kiểu thích mặc những chiếc áo da hay là những cái bộ đồ kiểu váy màu đen khoét mà xịt những cái mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn đến những quán rượu ngồi các anh kiểu chết luôn. Và nếu như ai hỏi chai nước hoa này sử dụng vào mùa nào thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên tour loại bắt đầu từ cái đoạn review chai nước hoa này. Một cái mùi rượu kết hợp cùng với quế, cùng với vani,
và những cái tông mùi ngọt ấm thì chắc chắn nó chỉ sử dụng được vào mùa đông thôi. Chia buồn với các bạn ở Sài Gòn nha. Chai nước hoa này mình xịt ở Sài Gòn thì chắc là chỉ có đi kiểu ô tô xong rồi đến những cái nhà hàng, đến những cái quán rượu hay là những nơi mà thực sự là kiểu sang trọng lộng lẫy thì có điều hòa thì các bạn mới xịt được. Còn nếu mà mình nghĩ là mùi hương này nếu mà mang đi mà có xịt trong thời tiết Sài Gòn, xịt ban ngày thì chắc là nghỉ chơi luôn. Nhưng mà ở em này nhá, chúc mừng các bạn Hà Nội. Ui các bạn mà sở hữu chân hoa này xịt ở Hà Nội sắp tới thì phải gọi là đỉnh luôn. Chỉ cần lên đồ nó lịch sự một tí, kiểu mặc vest, mặc suit, rồi các bạn sơ mi, quần âu hay là mình nghĩ là phong thái nó phải lịch sự, nó phải kiểu quý ông kiểu như vậy. Và những cô gái mặc sử dụng mặc cái mùi hương này ấy, thì mình nghĩ là cũng phải mặc nó phải gọi là sang trọng lộng lẫy một tí thì mới phù hợp. Cái độ tuổi của chai nước hoa này thì với mình em này nó chắc là các bạn cũng có một cái độ tuổi nó hơi chững chạc một chút thì sử dụng mới phù hợp, tầm từ chắc là tầm 23 đến 25 tuổi trở ra thì sử dụng mùi hương này. Cả hai mùi hương ở đây thì mình thấy rằng là nó không đều dành cho những các bạn trẻ mà nó có cần một cái sự trưởng thành, một cái sự chững chạc nhất định, cũng như cái gu ăn mặc và cả cái bộ mặt của bạn thì các bạn xịt nó mới hợp lý. Còn nếu mà các bạn mặc đồ sport, đồ thể thao hay là kiểu mấy cái anh dân chơi thu họ thì đây không phải là một cái mùi hương như thế đâu. Mùi hương này nó vô cùng lịch lãm, vô cùng quý ông. Còn về độ bán quà thì chúng ta lại phải khen tiếp, đó là mùi hương này lưu ở trên da mình tầm 10 đến 11 tiếng, kinh khủng. Và độ tỏa hương thì một cánh tay lúc nào cũng có thể ngửi thấy. Nhưng mà các bạn không phải lo là nó gây khó chịu đâu, tại vì mùa đông mà xịt lên mày thì mình nghĩ là mình đỗ đèn đỏ thôi, chắc là những người đứng sau thì đều ngửi thấy. Và đặc biệt là nó không gây khó chịu cho chính bản thân mình. Mùi hương nó vô cùng là nịnh mũi và chân thật, chứ nó không bị kiểu synthetic. Và chốt lại ý, thì hai chai nước hoa này có nên mua hay không? Thì nếu như mình có tiền thì mình sẽ mua cả hai. Còn trước tiên thì mình sẽ mua Angel Share trước. Nhưng mà Rona cũng không thể bỏ qua được, tại vì đây là một cái mùi hương nó hơi kén chọn về người dùng một chút, nhưng mà mùi hương nó mang lại cũng như là nó khiến mình cảm thấy rằng là mình là một cái cá thể nó hơi khác so với những người khác, cũng là có một cái gu hoàn toàn riêng. Em này thì có thể là nịnh mũi số đông, nhưng mà với mùi hương ở đây thì nó sẽ độc và lạ hơn. Nên là trước mắt thì mùa đông chúng ta nên mua Angel Share trước. Còn nếu mà mùa hè các bạn vẫn thích mặc những cái chiếc quần âu đi cùng với những chiếc sơ mi đũi hay là những chiếc áo kiểu phông như thế này, áo polo, thì đây vẫn là một cái mùi hương các bạn nên lựa chọn. Mặc mùi hương này đi đánh golf thì tiếp đối tác đỉnh luôn, ký hợp đồng luôn. Và nếu như các bạn nào đang sở hữu hai chai nước hoa này rồi hay là đã thử qua thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Và các bạn có muốn mình review tiếp hai sản phẩm mới ra của nhà Killer nó vừa ra năm nay luôn thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, bye bye.